thực ra cô là ai? Kim Dạ đâu? Sự thật kẻ lạ mặt chính là thiếu tá Cao Quốc Hùng, đội trưởng đội điều tra án sở hữu, và Ngọc Lan là thiếu úy Nguyễn Bảo Hân, trinh sát ngoại tuyến của chuyên án này. Lần này đồng chí phải hóa thân thành chính con mồi để trà trộn như băng nhóm này. Trong vai là một cô gái vừa thụ án 12 tháng tù giam với tội biển thủ. Đồng chí hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ yểm trợ phía sau. Chúc đồng chí và chuyên án chúng ta thành công. Chúng ta sắp hoàn thành chuyên án rồi, đồng chí nhớ cẩn thận. Anh bình tĩnh, bỏ súng xuống đi. Tôi biết anh là người tốt. Hành vi của anh chỉ là phạm tội lừa đảo, và tôi không muốn kết tội anh là kẻ chống đối người thi hành công vụ. Và tôi hiện diện ở đây không phải là vì tôi là Ngọc Lan hay là vì tôi là thiếu úy Hân, mà tôi là người đại diện cho công lý. Nghe lời tôi đi, tôi sẽ giúp anh tìm lại bản chất lương thiện có trong con người của anh. Anh bỏ súng xuống đi, đừng để cho đồng đội tôi nhìn thấy cảnh này. Anh muốn tôi bắt giữ anh hay là họ bắt giữ anh?